đã Tiến Hải là chi kỳ cái bà Đắc Thanh Hương không? Bà Đắc Thanh Hương biết bạn rồi. Bà nhà lập thuật nhà phường Thiện Giao, thành phố Đường Nghe, Bình Dương, tôi đã từng đã bắt đầu ngàn rồi. Bà cũng lừa đảo chi lừa đảo, bà không tóc hay phải ra đò. Bà làm hai cái Facebook để bây giờ bà lấy tóc trên mạng nhé. Điều lớn chắc không có. Block me all please. Sao rồi qua Facebook block me. Block me. He went another place, rent house. Tell me that he leave that place. I know the place. Every place he leave, I know the place. Oh, rồi thì nhưng sao em là sao là với đây? Em là em chồng. Lớn lên, à, em chồng không? Bây giờ lý do sao hiệp sĩ Minh Hải mà đến nhờ? mình nói rõ đầu đuôi câu chuyện đi. Nói rõ đầu đuôi chi tiết. Em đặt bà chị, khách của em á đặt bà chị một container lông mi với là tóc giả, thì em có đưa cho bà chị gặp số tiền để mua số hàng đó, là một lần là em đưa 10.000, một lần là em đưa 50.000 đô, là 60.000, là 60.000 với 250.000, 250.000, 250 triệu tiền Việt Nam. Là em đưa cho chị có ký hết tất cả giấy tờ ở đây, là có ký nhận hả? Dạ có ký nhận luôn, có đầy đủ hết. Xong đến lúc á là bà chị gọi điện á là khi nào công ty nó đưa hàng xuống thì có nên chị nói là container chủ công ty của chị ở Bình Dương á là phải đọc chồng tiền đủ thì lông mi với tóc mới lên container. Thì đến lúc lên container xong xuôi rồi là có chụp hình quay phim cho chị, gửi cho chị, nói hàng đăng xuống cả các lái. Thì bây giờ là phải chuyển tiền đủ thì chị mới kêu thôi chạy xuống Gò Vấp, hay là chị chạy lên nhà chồng tiền ba mặt một lời luôn, là vô nhà chồng luôn, vô nhà chồng luôn thì đưa tiền đủ hết rồi chị nói là hai ngày nữa chị viết giấy tờ. Ai có điện thoại á? Chị không ai á? Chị đem ra đi, chị đem ra đây, đang đang quay phim, tắm máy xíu rồi, nên là mọi người thông cảm dây lát, để tại vì đâm xíu hải còn kêu là hai ngày nữa là chị sẽ làm một cái tờ giấy xác nhận ra công chứng là để cho nhận đủ số tiền một container hàng tóc giả và lông mi, mà quá tới hai ngày đó là chị chặn hết tất cả Facebook, Zalo, WhatsApp, rồi nói chung ra là số bốn số điện thoại là chị chặn hết luôn. Với bốn cái Facebook của chị cũng chặn hết luôn. Rồi chị cho hỏi này, tại sao mà chị lại làm ăn mấy người ta lâu chưa? Cái này sister know him how much month? The woman. I know him for long. I do business with him. Quen rất là lâu rồi, làm ăn mấy đợt trước á có đưa tiền đầy đủ. After COVID. Trước to make big business. Trước đây đã từng làm ăn với nhau rồi, thành công rồi đúng không? Đã từng có làm ăn 2-3 vụ, một vài 30 triệu có rồi. Nhưng mà làm ăn ít đúng không? Dạ đúng rồi. 2-3 triệu rồi. Là thành công đúng không? Dạ thành công. Đấy con đợt này là nhiều. Dạ đợt sau này là 60.000 là 60.000 là tương đương với khoảng 1.5 tỷ rồi. Tỷ ba thì tỷ rưỡi rồi. 250 triệu Việt Nam nữa. Nói chung là trên dưới một hơn 1 tỷ, tầm hơn 1 tỷ tiền Việt Nam mình tất cả đúng không? Nhưng mà cái cuộc giao dịch này là lẽ ra là đến ngày nào là mình nhận hàng? Trong này có tờ giấy hết trong này nè. Là nhận ngày bao nhiêu, nhận hàng ngày bao nhiêu? D people give you D woman keep you. Cái quá đơn giản được, quá đơn giản lẻ là nó có nhận 900.000 900 triệu đồng Việt Nam, có giấy người nhận không? Dạ. Nó là tên là Thạch Thiên Hương, cô biết nhỏ này rồi. Để chị ở đâu? Nó lười lắm rồi. After COVID. Nhưng mà đến giờ phút này là mình đến giờ phút này là người ta không giao hàng hay là người ta bỏ trốn? Không có giao hàng luôn. Bỏ trốn luôn. Dạ, từ ngày mà hẹn em là 4 giờ chiều chồng hàng đó là trốn luôn. Tới giờ luôn. 4 giờ chiều ngày mấy chị? Ngày trong này nè. Rồi. Có ghi nè, ngày 7 tháng 4 năm 2022 mấy năm là sao giờ mới báo đây? Sao giờ mới báo? Tại vì em đi Thái mới về. Đi Thái Lan hả? Dạ, em ở Thái Lan, chỉ có em ơi dẫn chị đi thôi. Nhưng mà đến giờ phút này liệu người ta còn ở địa phương không hay người ta đi rồi? Dạ, bây giờ em cũng không có biết là người ta còn ở đây hay tới bây giờ em bây giờ còn nhớ chỗ không? Có nhớ rồi, tí anh em đi giúp. Dạ, cắm sống luôn.
Trường hợp này, nhưng mà trường hợp này mình đã trình báo công an chưa? Dạ em có trình báo công an, có giấy lên công an rồi, nhưng mà công an ta cũng nói hẹn chờ. Công an ở đâu? Câu địa chỉ nào? Công an đây nè. Báo công an rồi đúng không? Báo được thú nại gì? This one I went to court. Cái này là tố cáo. Luật sư lại đi không? Hả? Kêu luật sư lại luôn. Kêu lại xem sao, xem thế nào. Bây giờ kêu luật sư lại đây mình mới đi được. Xem đi là không sống được. Đó hồi trưa nó có nhà. Nhóm này trưa nó có nhà. Và thậm chí giờ nó lấy nhiều tiền này, nó đi nó xài hết rồi. Mấy năm nay sợ xài hết rồi. Em cũng biết nữa mà. Mấy lần chị cũng có gọi em mà em... Mà sao những lần trước giao dịch ít mà mình không giao dịch ít mà mình lại giao được nhiều vậy? Tại vì đợt sau này á là cái hàng bển nó yêu cầu cái số lượng lớn. Cho nên nó hỏi là chị cũng nghĩ là làm ăn mấy đợt trước rồi thì thôi bây giờ đằng nào cũng đưa tiền. Hay là mấy tỷ? Dạ hết 1 tỷ mấy á. Chắc tỷ rưỡi, hơn tỷ rưỡi đó. Hơn tỷ rưỡi á. 200 mấy tiền mặt rồi mới 600 ngàn đô. Alo, bây giờ lẫn làm vụ này 1 tỷ rưỡi. Lẫn 630. 26, 12, 56, 30 đã tỷ rưỡi rồi. Tỷ rưỡi là tỷ 7, tỷ 8. Gần tỷ 8, tỷ 7 mấy. Nigeria. Gần 1 tỷ 8. Gần 1 tỷ 8. Rồi bây giờ sẽ giúp cho gia đình. Ở đây là giúp miễn phí. Ở đây hiệp sĩ Nguyễn Hải là giúp miễn phí, không tiền bạch hết. Tại vì ở đây là anh em là ai lại cũng giúp mà không bỏ một ai hết. Không, không, vậy là mình đi mấy người? Đây là mình đang đi mấy người? Đây là những ai? Cái anh đằng sau. Dạ, đây là chồng chị. Đây là chồng của em, còn đây là chị chồng của em. Chị chồng em tên gì? Chị chồng của em là Mickey. Là năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. 36 tuổi. Mà sao còn thấy trẻ gì vậy? Điều khởi chừng 20 rồi. Đây là anh Kim Ma. Là chồng chị ha? Dạ. Là mò ăn. 32 tuổi. 32 tuổi. Còn em là sinh năm 75. 75 mà 75 mấy tỷ vừa. 7 con ai nó cũng 7 đâu. Từ nó chừng 30 rồi. Anh sinh năm 78. Ai cũng trẻ hết. Vâng. Bây giờ chị nói em quên đi nhiêu tuổi rồi? Anh Hải chắc cũng 4 mấy ạ. 4 mấy hả? 41. 41. Con heo 41. Anh không, 41 à? Con heo. 4 năm là đoán đang cao rồi. Em theo cái clip của anh này như mấy năm rồi đó. Thế mà không tới sớm. Tới sớm hết bắt được rồi. Không sớm luôn. Em không có về sớm. Em ở Thái Lan, ở thành phố nào, ở thủ đô nào? Dạ Bangkok luôn. Bangkok kẹt xe dữ lắm. Vậy là về đây sớm thì bây giờ mình có cơ hội lấy được tiền nhiều hơn. Bây giờ sợ về nó xài. Hết rồi. Sợ nó xài. Nhà làm sao biết đâu biết chưa còn đông nữa. Bây giờ em cũng nói có mình lấy được cái gì thì mình lấy, còn mình lấy không được thì giao nó cho công an. Giao công an ở trong bắt người lừa đảo. Nhưng mà bước lường người ta đi. Nhưng mà nếu mà người ta trả hết tiền là người ta hứa người ta xin thì mình có tha không? Ở đây tôi. Mình có tha không? Má họ tên đầy đủ. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Tại dân rồi này phải với công an đâu. Nhưng mà bà họ tên là gì? Bà họ tên là gì? Em không có biết trong này có tờ giấy ở trong á. Vậy là trước đây mình quen nhau là quen trên mạng hay sao? Bà chị không, bà xuống chứ Gò Bóc á, bà làm quen với mình chị. Xong mới quen nhau? Dạ. Ngồi quán cà phê á. Quen nhau. Người ba nói là chứ không phải quen trên mạng đúng không? Long Biên giả, Nhân Tâm giả ở Bình Dương á. Nhưng mà mình kể mình giao dịch từ từ thôi chứ nào mà này nhiều khi là người ta thấy số tiền nhiều người ta ham người ta lừa mình. Nhiều cái thuốc giả lắm. Bây giờ bà làm cho câu thì người này kia mua thì kia đi. Bây giờ bà mua lấy là bà đã biết là bà lừa nhiều lắm rồi. Bà lừa. Cái này là hồi đó bà làm lừa thuốc giả. Bà đã hùng một thuốc giả thì bà đưa người này kia mua được kia cái bà người kia bị 97 mấy trăm triệu. Nhiều người bị nói. Nhiều người bị đâu. Nghe khổ. Alibaba, tìm bên Facebook tìm sale này à? Nó làm thuốc cho lâu nhiều cách lắm. Nó làm cái nó làm biết nó lừa đảo mà nó lừa đảo nghiệp mà mấy năm trời cả chục năm rồi, cũng bắt được cả chục năm rồi. Cái này càng bừa, cái này càng chục năm mà nó lừa nhiều lắm. Bây giờ nếu mà người ta không có tiền thì làm sao? Chứ cái này sợ không có tiền đâu. Bây giờ mà nếu tỷ tám mà người ta không có tiền thì người ta phải chịu pháp luật thôi. Còn tình trạng này mà cứ để cho cái xã hội nó nổi loạn à? Vậy từ ngày đó đến giờ phút này là mình không liên hệ được luôn hả? Không được luôn, chặn hết. Sao mình không tìm đến nhà?
Có, bây giờ là lần đầu tiên em đi lên Phá luôn mà. Là bây giờ luôn hả? Thì em nói là từ cái ngày xảy ra cái vụ việc là người ta trốn đến giờ phút này là mình mới lên ha. Bây giờ em nói là tự nhiên ông bà xui khiến sao á, em nghĩ tới anh Hải. Em nói là chỉ có anh Hải mới cứu được thôi, ngoài ra bây giờ đi tới công an, người ta chửi công an, ta quen công an rồi cũng xong rồi. Rồi được rồi, cái đây này là anh em này tính nhá, anh em sẽ có cách để làm việc. Hy vọng là người ta còn tài sản, người ta trả mình nhiều trả. Ok. Nhiều ít gì thì cũng phải trả lại cho người. Đúng rồi. Cái chuyện mà bà làm sai, bà cũng chịu được. Nếu bây giờ người ta trả mình nhưng người ta hứa là để người ta khắc phục trả dần dần thì mình có thưa công an không? Không, để coi bên cái thái độ của bên. Thái độ quan trọng là thái độ đúng không? Hợp tác hay không? Dạ đúng rồi. Cái mình coi cái cử chỉ của con người chứ mình cũng không ép người ta vào con đường cùng. Tự mình cũng chắc gì mình đã tồn tại đến ngày đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình phải coi cái con người ta đạo đức đến đâu. Rồi. Rồi mình mới dạy dỗ người ta, cho còn cái thằng cái này mình không có. Người ta phải dùng những cái này mà được biện pháp như vậy hoài. Còn nhiều người lúc ấy mình giao tiền cho mình quay phim là cái thì ngon rồi. Bởi vì bà chị bác mình giao số tiền nhiều mình phải quay phim. Không đi với người Việt Nam. Có một cái anh Việt Nam. Việt Nam ông sẽ giỡn vậy. Có anh Việt Nam nữa mà bà đã cho anh Việt Nam 10 triệu. Ôi giời. Rồi anh Việt Nam thì bỏ bà giữa đường luôn. Kỳ cục vậy. Giám sát tới cùng nhé. Đó. Này, chị này thì chị không có dành gì ở Việt Nam mình. Ơi, Việt Nam là đây đây không? Ê khổ. Chị không có dành gì Việt Nam mình, may mà đợt này em về. Ê, mày làm ở Việt nhìn ta giùm anh đi. Đợt này là em về em mới nghĩ tới anh Hải, chỉ có anh Hải mới giúp được dân thôi, còn ngoài ra em cũng không biết làm sao để mà kêu cứu được. Rồi anh em sẽ cố gắng giúp nhé. Rồi chị bình tĩnh nha, tí anh em xem chờ bên anh luật sư anh về đây anh tư vấn em là về pháp lý. Trả lời này có nói luôn. Bây giờ nói chung cái này là yếu có nước ngoài, hiểu không? Cái này yếu có nước ngoài, bây giờ nếu mà đây nhờ tôi thì bây giờ tôi chỉ cho luật sư này cũng đàng hoàng, hiểu không? Bây giờ nhờ người ta bây giờ cái này phải là luật sư rồi. Nhờ bây giờ phải nước ngoài, bây giờ người ở Thái Lan, người bây giờ chị này đang ở đâu? Nhà ở Gò Bắp, ở Công Ty em luôn. Công Ty vừa dắt vợ rồi. Thì để... Nhưng làm việc cái này cũng lằng nhằng đó, chứ không có nhanh đâu. Cái này cũng lâu quá, không ấy. Tại cái này nói cái gì không nói ra được. Để nói sơ, nó nhỏ nhỏ chị nghe thôi. Chứ cái này... Rồi, anh em chị này là... Cho em. Rồi, nhưng mà cái này, quan trọng cái này tìm bằng được. Để anh em tìm bằng được. Anh em tấn phương hướng rồi lên, mình phải lên. Thấy không? Lên đi gặp nó. Không, chắc chắn là gặp được à. Hình ảnh mình có không? Có hình không? Có hình đâu? Thế nào? Bạn này xem nào, tai to mặt lớn không? À, không, mặt lớn. Cu đư. Bạn này ốm nhắc à? Chứ bạn này cu đư, biết đâu bạn này đồ ốm nhắc. Mà sao cái tướng này mà sao lại giao cho tiền nhà rách vách đất này mà sao giao lắm tiền thế? Tôi giao tận nhà luôn á. Nè, em ghi địa chỉ cho anh đi, cái địa chỉ có nè. Cái nhà... Em ghi là có rồi sao mà em ghi vô để biết, em bấm ra. Nhìn nhà người ta có gì đâu mà giao số tiền nhiều dữ vậy? Cái giấy công an đâu? Mà cái giấy này đâu? Ghi địa chỉ ra. Không phải. Ghi nè. Cái bà này biết tôi. Bà có lười lắm rồi. Lâu năm rồi, lâu năm rồi. Lười lười nhiều giờ cho đi xa luôn. Đây đây đây. Này địa chỉ của bà nè. Thạch Thiên Hương này là... Thạch Thiên Hương à? This one, Thạch Thiên Hương. TikTok name, Thạch Thiên Hương. TikTok à? Thế tao hả? Có TikTok luôn hả? Lười lắm. Đúng hộ của bà phải không? Dạ. Yeah. Đi, đi, đi gọi xem nào cô điện là bà bên nhà máy chặn luôn rồi. Chặn không chặn tùy người chứ chặn. Bây giờ không có được à, không bỏ số luôn hả? Chắc là bỏ số. Em lấy số em không điện cũng được. Đi xem rồi phải tìm bằng được qua này thôi. 31 mấy đi, 38 rồi. Có mấy số nữa không? Mất bên number dạ. Only this one have been many number in block. It block me. Có Zalo của ba ở đây luôn. Zalo số đó luôn hả? Dạ Zalo. Bây giờ em không biết ba có đổi hay không mà sao không? Đó là lái mừng tao lừa đảo nghiệp mà. Ba lừa đảo nghiệp rồi. Lúc mà mình lại là ba ấy. Ê vụ này căng nha. Rồi kia có số đổi ba mà xuống cái máy kia rồi. Ba có cái Facebook luôn. Facebook ba thành gì vậy? Facebook ba thành gì? Có Zalo đâu nè, còn Facebook, YouTube, Facebook thì... Có không? Có số không? Có, có mấy số nhỉ? Rồi, cứ từ từ bình tĩnh đi, cái này nó cũng đi đúng hướng thì nó cũng dễ thôi, không khó.
tiền giao tiền trong túi mình mà chỉ còn là của mình giao cho người ta là nhận tiền 50.000 đô ngoài một cái xong xuôi rồi là nói để quay lại hàng xuống cảng, chợ đang đăng theo xe hàng xuống cảng, chơi gấp cận Thôi Tân, tài xế nó không có chờ, xong rồi bắt đầu là từ ngày đó tới giờ là trần số luôn á, mất tinh luôn. Dạ trần số luôn, người ta tưởng người ta ăn được rồi á, từ ngày đó là phút này người ta tưởng ăn xong rồi, ăn nó nuốt trôi rồi. Dạ đó, xong rồi cũng quay đi tới chỗ nào container đóng bước, quay lên cho bà chị rồi nói hàng đang đi, cho nên chị đang theo xe xuống đưa hàng cho em. Quay thì nhiều tỉnh thành thùng container chất đầy một đống. Bây giờ này, vừa rồi em dịch rồi, dịch buổi sáng rồi, bây giờ nói qua đó để cho mọi người hiểu rõ cái câu chuyện này là sáng nay là em phỏng vấn và bằng văn bản thì hỏi chuyện đến cái em áo đen này thì em áo đen này nói là quê thì ở miền Tây nhưng mà đang sinh sống ở Bình Dương ở Thuận An, là có quen với một người đàn ông tên Thuận đó, thì hai người có tình cảm yêu đương nhau 4 năm rồi đó, thì đến giờ phút này là em gái này là có là nhiều khi mệt mỏi nhưng mà ông bồ là đêm nào cũng đòi quan hệ, em gái này không đồng ý đó, thì đồng chí kia là bồ là đêm nào cũng đánh bóp đó, đánh nhờ bóp đó, thì ở đây này thì hãm hiếp đó, nhưng em gái này không chịu. Thì mới đây xảy ra là đêm hôm qua này là tên Thuận này cầm dao luôn, cầm dao này đã chích rồi, nó chảy máu rồi đó, bị thương rồi cả bụng luôn đó, bụng luôn đấy, thì chảy máu rồi. Mà bây giờ tên Thuận là tên bồ bây giờ là đang ăn trộm chiếc xe 39 triệu, gọi lấy luôn đó, giờ đi rồi đó. Đấy, ra hiệu đó, ra hiệu không, ra hiệu cầm dao chích nhá, phải giúp công an phường cầm dao trình báo mới làm này được. Này phải trình báo công an thì anh em mới bắt được đấy, dao chí ở chọc luôn. Bây giờ phải ra phải bắt chết ra công an, chưa bắt quen rồi làm đó. Rồi phải báo công an mới bắt được, báo công an trước này, dao tay nha, tay chạy 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 chùa kìa. Ôi, đó bao nhiêu tuổi, chỉ bao nhiêu tuổi anh hỏi chưa? Anh hôm đêm chồng chị bị xe, ủa hôm đêm chồng chị là sao, bị sai bị giết chị nữa, chị sợ đi bộ trốn đòi thịt đội bạn giúp chở chị nữa, đòi thịt tôi chị trong bóp có dao nữa, chồng chị lấy xe nữa, rồi chồng là chồng chị lấy xe bò bò chồng bò. Bây giờ lấy chiếc xe đi vào công ty gỗ rồi, đang làm việc rồi. Mà nó dở này, cái câu chuyện này nó cũng rất căng ấy nhá. Bởi vì em gái này là nó chia sẻ là đang có chồng rồi. Đấy, đang em gái là có chồng rồi ở Đồng Tháp rồi. Ê, giờ khổ đấy. Buồn cái là trong lúc cung sướng thì mình đây là vợ này mất đúng là 85 tuần. 5 giờ 35 phút. Em gái này có chồng rồi. Thế mà mấy người này là không nói chuyện được hả? Em gái nói chuyện được không? Đâm hả? Đâm. Úi da, ấy da. Bóp không? Đâu, chạy không? Chạy hết cổ rồi, đúng rồi. Đấy. Bóp. Tán không? Mấy cái? Úi da, ngất xỉu luôn. Này với người phiên dịch cơ thì mọi người xem mới hiểu được. Nhưng mà hàng cắt cũng cầm luôn hả? Cầm luôn. Không sao, thử công an xử không? Xử được, công an xử được. Công an có người cầm phiên dịch luôn. Công an có trường cầm cho phiên dịch chứ. Ê, cái này căng đấy. Bây giờ nói chung là bà con cũng bắt đầu chia sẻ dẫn chúng nha. Bà con cũng hiểu. Là cái lời cái hỏi mình hỏi này nó trả lời kia 14 lần hả? 14 lần đánh 14 lần hả? 14 lần rồi hỏi cái vụ kêu đêm nào cũng đòi luôn, đêm nào cũng đòi. Thôi mà em gái này không chịu được, chống cự. Để đi hỏi cục đêm đòi mấy lần? Một phát à? Có 1 phát à? 2 phát, có đêm 2 phát kìa. Lắm 2 phát. Rồi một lần lắm 2 phát. Lắm 1 phát.
và câu cái vụ này là khó thì bây giờ bốn người đều làm biết nghe làm biết nói bốn người luôn mấy phát nhiều lần đó à nhiều lần. Nhiều lần đó nhưng mà một đêm nhiều nhất mấy lần một lần à, đều đều vậy ăn đều khỏe nó khỏe rồi nó khỏe rồi đó nó muốn đủ khỏe rồi nói chung ra là bây giờ sự việc này khó thật rất là đau khổ đã căm mà còn bị nhíp cái hàm riêng nữa hàm riêng nên bây giờ rất là đau mà coi tay đau không tay em đau không tay đau không đau còn đau đâu nữa không có chỗ nào đau nữa không hả đau à? Nên nói chung là bà con của bác cũng thông cảm đau không ăn cơm được đau không ăn cơm được thông cảm nha chờ đợi giây lát tại vì ấy thế mà đẹp trai mà như mình biết nó sao á không mình biết nó đó không biết nó nó lại đây rồi lại rồi à nó lại đi báo án rồi lại rồi đều là bán rồi đúng rồi. Đi điện lại, đi điện lại anh Hải. Điện chưa phải phải phải. Ủa nó không có chuyện luôn thầy điện cách gì? Không có chứ nói rất chuyện nhắn tin. Điện là điện đi. Điện cho anh Hải biết này có lại được là bán. Nó bị nó là người sao? Đây là điện nó điện đi. Đẹp cho nó điện thoại quá thằng này biết hả biết là biết cái hàng thằng này biết rồi càng phải khó đấy chờ chờ chứ mà tại anh ấy rất là trước đến sau sao nên mọi người cũng thông cảm ở đây là anh em ai cũng giúp hết để giúp vào tấm lòng con người anh ở đây là giúp xin quốc gia đây là đoàn thiên hai giúp xin quốc gia nên mọi người cũng thông cảm đây là anh em ngày nào cũng đúng rồi đi các nước trên thế giới hỏi là bây giờ em còn yêu không chặn số rồi em trai thông minh này em trai thông minh này thông minh hỏi còn yêu không hỏi còn yêu không nó yêu con trăng nghe yêu con trăng hỏi còn yêu ở đây rất nhiều hài hài chúng bà con thông cảm tại vì ai đến đây cũng bị cú sốc hết nên mình làm hài hài cho ta vui theo nên mọi người cũng thông cảm nghe nè chỉ vô toilet đó cái cửa ngay mà cái phòng đó không có không đóng cửa giờ kêu ngẩy đẩy là giùm bà vô cái cửa bay luôn đó chỉ bà đây chị bà cái luôn này giận giận vui hai bà con không cả người nào cũng bị chết hết vô đây cho thành vui mình Việt Nam mình còn nói được còn như mấy chị nó ngoài đấy chị đâu nói chuyện được gọi chính thầy mấy ông gọi bà ngoại lên cái này khó điện thoại dạ bây giờ còn yêu không chào mai chị là cô đóng vô mới cửa đấy. Đóng vô mới cửa không cảm gì trời con chỉ ai cũng tấm hết tấm ở đây xong bên kia rồi còn yêu không chưa hỏi yêu ha con chồng còn không yêu rồi qua chị thôi nếu ở đây có ba chồng chị chưa vợ bây giờ chưa vợ nếu chặn rồi hả chặn số rồi chắc chặn số rồi
tôi hỏi nó coi, tôi hỏi nó đâu, này cho tôi hỏi coi. Ô mà trong chọc chị, cái đấy chọc chị nhưng mà ở trong lâu rồi, ăn lâu rồi, 4 năm rồi, 4 năm mấy năm rồi, 4 năm rồi. Ừ, lúc trước đi mình buồn ghê, 4 năm mình vô pháp rồi. Đã có chồng mà còn quen ta chi à, đâu biết gì rồi. Bây giờ xảy ra một năm là 365 ngày, chỉ có cho là khoảng 300 đi. Đừng cho ba cháy đi. 300. Đêm ba cháy thì hơi nặng nặng đô đấy. Ông này ăn mặn đấy. Đêm ba cháy đi. À, ông này ăn mặn. Ba cháy giờ nhận lên. Thế thì hơi nhiều. Thế thì nhiều đấy. Nhiều đấy. Ngạt mấy á. Ngạt mấy 2000 á. Dữ dằn nhỉ. Ngạt mấy 2000. Có đúng giờ hẹn đó, sáng mai lại đây đến chỗ này mà đó gặp đó rồi đó nhận nè. Sáng mai đi, hẹn sáng mai về đây, hẹn cả em gái này mấy người này sáng mai về đây luôn. Sáng mai chứ bây giờ là khó rồi, ca này khó lắm. Đấy, mình tường thuật lại cho các cô chú anh chị biết này. Hiện nay là em gái này đi chung với đề 3 người, là 4 người tổng cộng về đây nhờ các anh em chị Bình Dương ghi, nhờ mục đích chính là lấy tài sản và chia tay với người bạn trai. Đó, mời bạn trai quen 4 năm rồi, nhưng mà đêm nào cũng đòi làm chuyện đấy. Đấy, nhưng mà em gái này không đồng ý, nhiều khi mệt mỏi là người đàn ông này là người ta không chịu. Đó, và người ta dở những thói côn đồ, mà đến giờ phút này là lấy của em gái chiếc xe đi. Đó, mà em gái là thực sự là bây giờ không muốn ở với người ta nữa mà muốn chia tay. Thực sự là câu chuyện này đáng tiếc, quá đáng tiếc luôn. Anh Hải nè, bảo em là thắp viên và trộm xe, em phải gặp anh gấp, sáng mai gặp anh, sáng mai gặp anh đi. Bây giờ nhiều việc quá, sáng mai gặp anh, rồi sáng mai gặp anh để cho công trạng của lý vụ án này. Để cho nó nhận rồi này, nó biết rất thì con vụ rồi, nó trả lời rồi này, trả lời này, trả lời. Hỏi là em còn yêu không? Hỏi còn yêu không? Nó không nghe được, hai mẹ nói thì chờ nó nghe được nó nói chiều xuống trả xe. Không phải trộm xe, chiều xuống trả xe nha. Họ nói sáng mai gặp đây. Nó sáng mai, sáng mai gặp. Nó trả lời đúng không? Ờ, sáng mai. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Gặp anh trả xe. Nói không được, nói nhiều không được. Sáng mai gặp anh trả xe. Ê khổ, đau đầu. Tính viên này gấp đường, lăn ngồi nó lại đấy, nó trả lời cho ta. Đúng rồi. Nó cầm trả lời cho ta nè. Sáng mai gặp trả xe. Để đấy nè. Nó nói hẹn. Không phải trả xe, nhiều chút trả xe nha. Nói không nghe được nè. Sáng mai gặp anh trả xe, sáng mai đây. Nè.